Xin chào quý vị khán giả và quan khảo. Con là thiếu niên của chị là thôn Nương Chiểu. Sau đây bà con xin kể về ông Tạ Đình Đề, đã từng là một mật thám được cử đi ám sát Bác Hồ, nhưng được bà Khắc Hồ cảm hóa và trở thành cận vệ trung thành của Bác. Tạ Đình Đề là một nhân vật nổi tiếng của Việt Nam. Có thể nói lên tên người và tên tuổi của ông Tạ Đình Đề từ lâu đã là huyền thoại. Hầu như ít nhiều ai cũng từng một lần nghe kể. Trong số đó, hấp dẫn và thú vị nhất có lẽ là chuyện ông được cử đi ám sát Bác Hồ, nhưng được Bác cảm hóa rồi trở thành cận vệ cho Bác. Chuyện kể rằng không đấy, Bác đã kể một vài bàn cơm nhưng chưa dùng vội mà quay sang nói với đồng chí bảo vệ thật to rằng cho Bác xin thêm đôi lúa và cái bát vì hôm nay Bác có khách. Dù ngạc nhiên nhưng đồng chí bảo vệ vẫn mang bát rút ra và đặt lên bàn. Đoạn hỏi: Thưa Bác, sao khách vẫn chưa tới à? Bác điềm nhiên trả lời: Vị khách đã đến lâu rồi nhưng các chú không biết cách để tiếp đón đấy thôi. Rồi Bác hướng mắt về phía bồn ngủ nói to: Xin mời chú Tạ Đình Đề xuống soi cơm với Bác. Không có tiếng trả lời, Bác và cả nhà đang chờ chú xuống dùng cơm, nhưng chú lại đi phi thân sang ngoài phòng khách rồi. Bỗng nhanh như chớp, một người từ tầng 2 nhảy xuống đất, lách qua cửa phòng ăn và đứng ngay trước mặt Bác. Các chiến sĩ bảo vệ rút súng thủ thế sẵn sàng bảo vệ Bác. Những Bác khoác tay mỉm cười thân thiện với vị khách đặc biệt. Trông chú dạo này già dặn hơn trước nhiều, xong có phần gầy và đen hơn lúc mới ra trường. Chắc chú vất vả lắm nhỉ? Nhìn ánh mắt nhân từ và dùng của Bác, vị khách lễ phép đáp: Thưa Bác, đầu tiên cháu muốn bày tỏ lòng khâm phục của cháu đối với Bác. Cháu xin hứa chấm dứt công việc của địch giao cho và phục tùng dưới mệnh lệnh của Bác. Bác đặt hai tay lên vai của Tạ Đình Đề, lạnh nhẹ nói nhỏ: Bác tin vào sự chân thành của chú và đồng ý nhận chú làm việc giúp Bác. Từ một kẻ đi ám sát, Tạ Đình Đề trở thành người cận vệ trung thành của Bác Hồ, một trường hợp đổi vai thật kỳ diệu trong lịch sử nước ta. Trong một lần bảo vệ lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tạ Đình Đề đã chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình. Có câu bút thơ treo về Tạ Đình Đề như sau: Hoàn hồ đồng chí võ nguyên, hoàn đã thắp ra lãnh chân Điện Biên trở về. Hoàn hồ anh Tạ Đình Đề, trước là mật thám, nay về với ta.